cao từ người là cái đất đóng nó quay lên trên, thì khi mình kích hoạt để mình kéo lôi á ra cửa trên liên tục. Sâu. Còn cái ca này á là mình kích hoạt mình kéo lôi á thì cái răng cửa trên nó không có bị cụt. This is a because the center of resistance is inside the body, and when you retract the crown, then you automatically losing the torque, no matter what this. It's the same principle of the torquing arch that I sometimes. Em mới thắc mắc cái ổ sao mà nó không hút tọt hay vậy, tại vì cái con trẻ thì nằm trong xương, mình sẽ kết đặt lực cái lôi trên cái thân răng, cái móc nó quay lên quay xuống, nắm cái lực cái lôi tự nhiên nó mất tọt thôi chứ sao mà nó không hút tọt được. Cái lúc này là giống như cái lúc của lúc kéo lui, nhưng mà cái gì phần sau nó ngắn. Dạ, chắc là do cái cách không cái nó quay ngược cái lúc đó làm sao á, để thầy giải thích cho các anh chị. Mình kéo lui lúc đâu không này mà sao vậy? Cái sai phần phát như vậy đó. Dạ, đừng nói. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. This is like the sectional. Let's try to imagine that this is a section of the anterior part. Yes. Okay. Each time I activate this way, okay, this loops closes, and the tendency here is to do this. Yes. Nào khi mà cái lớp mà mình đổ quay lên thì là cái điện cái mình kéo lôi nó lại, hai cái càng nó xếp lại vậy đúng không? Thì nó sẽ bung ra lại. Thì khi mà nó bung ra nghĩa là cái này nó nguyên cái đoạn này nó sẽ nghiêng dày mà đúng không các anh chị? Thì lúc mình kích hoạt đó là mình xiết hai cái càng này lại mà. Thì cái lực đàn hồi nó phải bung lại, nó bung khi nó bung ra thì tự nhiên cái đoạn này xuống đây nè, nó phải trả lại như vậy. Là cái lực kéo. Nó cái lực đàn hồi của cái lớp này nè. Tức là lúc mà mình kết hoạt đó là hai cái chàng này nó xé vô như vậy. Thì cái bên đây á nó sẽ xé như vậy nè. Đây thì cái này nó lên như vậy nè. Ha. Rồi khi mình gạt xuống đây á thì cái nó phải trả lại, nó phải trả cái màu xanh ra cái màu đỏ. Cái màu xanh này nó ra màu đỏ thì nghĩa là cái này nó phải chạy xuống đây trở lại. So the reverse. Like this. We do this. Yes, upside down. So sometimes it's difficult to understand this way, but if you imagine the reverse loop that I always do, it's more understandable. Because when you activate this, that is this part, this goes like this. It's almost the same principle, but a little bit different, but it's almost the same principle. Thầy cũng giống như là cái lớp cái con cái lôi thôi, nó không quay cái đầu nó xuống dưới, nó không quay cái bầu của nó lên trên đâu. Okay, so